Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Chào quý vị và các bạn đến với kênh Liêm Dương Art Hội họa Dương Gia Liêm. Và hôm nay Liêm Dương sẽ cùng quý vị và các bạn vẽ trên Wacom. Đây, đây là Wacom. Và đây là những cái chúng ta biết đấy, đó là những cái nib. Những cái nib ấy là những cái ngòi bút chúng ta cũng có thể thay được nha. Đó, đây mình đặt cái này này, mình đặt cái này lên đây. Như vậy đây là Wacom và cái đây cái bảng vẽ Wacom đây. Ở bên trái ấy, nó có những cái nút điều khiển các bạn ạ. Đây, những cái nút điều khiển ở bên trái. Các bạn hãy cùng xem hôm nay mình vẽ một người rất là tuyệt vời. Đó là vẽ được Đức Chúa Trời. Đó, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Rồi. Thứ nhất, chúng ta biết đấy, chúng ta có một cái layer này, chúng ta sẽ tạo một cái layer khác này. Đó, chúng ta tạo một layer khác và chúng ta sẽ bắt đầu vẽ. Vẽ cái này ấy, thì mình sẽ vẽ bắt đầu từ chân dung nha. Rồi, bắt đầu mình vẽ từ chân dung này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Để mình zoom lại cho các bạn xem nha. Đó, chân dung. Và mình cũng có thể tạo cái opacity nó xuống một chút. Đó. Mình phác thảo này, mình phác thảo này. Rồi. Và ở đây ấy, thì mình vẽ cái đấng này ấy, là đấng tối cao, Chúa Giêsu. Ở đây ấy, mình sẽ bắt đầu bằng một cái đây, nét đây, màu đen. Đó, sau đó ấy, thì mình sẽ đến cái mắt này. Đây là tóc này, tóc. Thì chúng ta sẽ vẽ cái tóc của Đức Chúa ấy. Ngày xưa ấy thì Đức Chúa có cái tóc dài. Đó, tóc dài và nó rủ trên vai. Và đây ấy thì chúng ta biết ấy thì Đức Chúa sẽ có cái mắt. Đây thì mình sẽ vẽ cái này, bên này ấy là cái khuôn má này. Và ở đây ấy, đây là cằm này. Đó. Đây. Các bạn thấy không? Mình dùng Wacom nha, mình vẽ này. Bây giờ mình sẽ zoom lại cho các bạn xem. Rồi. Bây giờ ấy thì chúng ta đã có một cái khuôn mặt của Đức Chúa Trời như vậy nha rồi. Bây giờ thì chúng ta vẽ cái mũi này. Đó, chiếc mũi ấy. Và cái mắt ấy bình thường nó sẽ chia từ đỉnh đầu đến cái cằm ra làm hai phần bằng nhau, ví dụ ở mắt ở đây. Đó, mắt ở đây. Chúng ta sẽ vẽ con mắt ở đây. Và mắt ở bên này nữa, mắt ở bên trái này. Đó. Và ở đây chúng ta thấy ấy, hàng ngày chúng ta ăn cơm, chúng ta uống nước, chúng ta cũng cảm thấy được rằng ấy. Đó, ở đây các bạn thấy không, mình zoom lên ấy. Chúng ta phải cảm ơn cái cuộc đời này. Ví dụ như là chúng ta ăn uống, chúng ta cảm ơn bác nông dân đó. Bác nông dân thì bác rất là tuyệt vời, khi mà bác nuôi con này trồng cây kia, bác rất tuyệt vời đúng không? Đó, và bây giờ ấy, thì chúng ta vẽ cái hình brush này ấy, chúng ta cũng chọn cái happy brush này. Đó, happy brush, và giảm cái độ này xuống được rồi. Đó. Đây thì mình sẽ tiếp tục. Đây là con mắt này. Đó, dần dần ấy mình sẽ vẽ ra Đức Chúa Trời nha. Đức Chúa Trời ấy là đấng tối cao. Đó. Đây, ở đây ấy thì cái miệng ấy thì chúng ta chia ra làm 3 phần. Miệng chúng ta chia ra làm 3 phần. Và chúng ta thấy cái tóc của Đức Chúa Trời ấy, đó là tóc ấy thì là tóc xoăn. Đó, tóc xoăn ấy, và sau đó thì tóc của Đức Chúa Trời rủ xuống này. Đó. Rủ xuống đây này. Và đây ấy, thì xuống đây ấy, chúng ta thấy cái cằm này, cái miệng ấy chúng ta chia ra làm 3 phần. Thì cái miệng ấy nó sẽ ở đây. Đó, cái miệng này. Đó, chúng ta cho nhỏ xuống một chút nha, vì cái nét nó hơi to.
Đây là mình vẽ cái hình Đức Chúa Trời ấy. Đức Chúa Trời mà hồi hồi nhỏ các bạn ạ. À mừng không không phải hồi nhỏ. Ý là hồi là còn ngài còn là ngài còn là một đấng đấng trẻ trung, đó, phải phải nói như vậy chứ không thể nói là hồi nhỏ được. Đó, đấng ngài còn là một đấng đấng thần linh. Ngài là một đấng trẻ trung. Đó. Khi mà chúng ta vẽ ngài như vậy ấy, thì chúng ta sẽ tạo ra cho ngài một cái đây, đó là cái này là lông mày nha. Và bắt đầu chúng ta sẽ tạo ra cho ngài cái tóc ở bên này. Tóc ở bên này và các bạn ấy học vẽ theo mình nha. Đó cái cổ ấy, cái cổ ấy bao giờ cũng chúng ta thấy cái cổ không, cái cổ bao giờ cũng nghiêng này. Và cái góc này ấy, đó góc này đó chúng ta biết rằng ấy là đấng Chúa Trời ấy là đấng tối cao đúng không các bạn. Đó rồi bây giờ mình đã vẽ xong cái khuôn mặt rồi, bây giờ mình sẽ đẩy cái cằm lên chút nha. Đó các bạn thấy không, đó đẩy cái cằm lên chút này, à, đẩy cái má, quên mất nói lộn cái cằm, đây cái má mình đẩy lên chút này. Vẽ cái này trên máy ấy, mình đang vẽ Wacom, và vẽ Wacom ấy mình có thể tẩy xóa thoải mái được các bạn nha. Đó ở đây ấy, mình đây mình đẩy lên, mình lấy cái khuôn mặt này. Đó mình rất là yêu mến đấng Chúa Trời, mình luôn luôn mong Chúa Đức Chúa Trời cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho thế giới này an bình. Đó ở đây này. Đó chúng ta thấy không? Rồi. Đây là sống mũi của Ngài này. Đó đây là đấng Chúa Trời được Chúa Giêsu các bạn nha. Rồi đây là cái mắt này. Đó, các bạn thấy không? Mình đẩy cái mắt không? Đậm lên chút nha. Đó mắt của ngài này, và ở đây chúng ta thấy lông mày này, và ở đây ấy, chúng ta vẽ cái miệng này, đó những cái miệng này đậm lên chút này, cằm đậm lên chút này, sống mũi đậm lên, quả mũi này đậm lên chút này, đó các bạn thấy nó đậm chưa. Cái mắt này, mắt ở bên này nó sẽ đậm lên chút này. Mắt của người bình thường ấy nó đã đậm rồi. Nhưng mà mình sẽ nó làm nó đậm thêm chút nữa. Đó, riêng hai con mắt này. Và đây chúng ta thấy ấy, ngài đã có một thần thái rồi. Và mình ấy xin tự giới thiệu mình là một họa sĩ các bạn ạ, mình đang vẽ Đức Chúa Trời. Đây mình sẽ tẩy cái sống mũi của ngài đi này. Để cho ngài có một cái vẻ nhìn thật là thanh tịnh nha. Đó. Rồi, xong bây giờ chúng ta đã có khuôn mặt của ngài rồi. Bây giờ ấy, thì ngài sẽ có một cái tóc này. Đó, tóc này và bên này ấy, tóc của ngài này. Đây ấy, là được lấy cảm hứng từ cái tranh của họa sĩ danh họa nổi tiếng thế giới Leonardo da Vinci nha các bạn nha. Đó. Rồi ở đây rồi. Chúng ta đã vẽ được hình chân dung của người rồi. Đây. Đây khuôn mặt của người. Đó. Và bắt đầu ở đây chúng ta sẽ có được cái chân dung này rồi, chúng ta vẽ cái tóc xoăn. Đó, tóc này là tóc của ngài bởi vì mình không có hề bịa các bạn nha. Mình là vẽ theo cái chân chân thực nhất. Đó các bạn thấy không, mình zoom lại cho các bạn xem này. Đó các bạn thấy không, đó đây đây là chân dung đó. Đó những cái gì mà chân thực nhất nha, không có tạo ra từ những cái. Rồi bây giờ ấy thì mình sẽ vẽ thêm một số cái ấy. Đó là vẽ cái thân hình của người. Đây là thân hình của người khi mà người còn đang dùng cái nước thánh ấy, để
rửa tội, mà của Đức Chúa Cha. Đó, Đức Chúa Cha. Và ở đây chúng ta thấy ấy, đây là bàn tay này, bàn tay của người này. Và ở đây ấy, chúng ta thấy này, từ đây đến đây, từ đây đây cổ này, đây này xuống đây này, ở đây đến đây đấy, là cái này là một cái này là cơ này, đó cơ thể của người. Và ở đây cái tay này, đó rồi đó, chúng ta thấy không? Và ở đây ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái tay này ấy, tay này này là một cái tay ở đây đó, rồi đang chắp hai tay vào nhau đó, đang chắp cái tay ở đây. Ở đây cái vai này ấy sẽ dài ra một chút, vai này sẽ dài ra một chút này đó, ở đây cái tay này, đây tay này rồi. Và ở đây ấy, chúng ta sẽ thấy cái tay này ở dưới này, xin lỗi các bạn, đó đây cái tay bên này này. Và bên này ấy, mình sẽ vẽ cái tay ở bên kia. Hôm nay bị cảm, bởi vì mình hít mấy cái khí trời ấy, nó có cái nhiều cái bụi phấn ấy. Đó, bây giờ cái tay bên này này. Rồi, cái tay này thì ở đây. Chúng ta thấy cái tay bên này này. Đó, tay bên này. Tay bên này ấy, và ở đây. Đây là một cái sự gấp khúc. Tay bên này sẽ xuống thêm hơn một chút này. Đó, tay bên này thì mình sẽ xóa cho nó lên một chút này. Đó, nó phải cao, cái kiểu tay nó phải cao hơn cái kiểu tay bên kia. Và từ bên này ấy, mình sẽ làm như vậy này. Đó, các bạn thấy không? Đó, và ở đây ấy, mình sẽ đặt cái tay ở đây này. Và ở đây. Và ở đây mình sẽ dùng cái này. Đó. Đây chứ. Và ở đây là thân hình của người này. Đó, mình đã vẽ xong cái đấng tối cao. Và ở đây ấy, chúng ta đặt thêm mấy cái phần xương. Và chúng ta ấy, thêm một số cái phần. À, đây ấy, bức tranh này ấy, lấy cảm hứng từ bức tranh của Leonardo Vinci. Và đây tóc của người này. Rồi, như vậy ấy, là chúng ta đã có cái tóc của người rồi. Chúng ta đã có tóc này. Và chúng ta đã có được những cái, chúng ta đã có được những cái phần ấy, rất là tuyệt vời rồi. Đó, mình sẽ chỉ chỉnh lại một số cái phần đây, ví dụ như là gò má này. Gò má này, ở đây. Đây gò má này, và đây ấy, là chúng ta thấy ở đây là tóc của người này. Đó, bạn thấy không? Đó, gò má, tóc và chúng ta thấy ấy, đây là chiếc miệng này. Và bây giờ ấy, mình đã có một cái phần này rồi. Và mình sẽ dùng cái này ấy, mình đẩy cái này xuống này. Đó. Rồi. Ok. Cho nó ngắn thêm chút. Đó. Như vậy ấy, chúng ta đã có được cái bàn tay và cái khuôn mặt rồi nha. Các bạn thấy không? Như vậy thì khi như vậy rồi, bây giờ mình sẽ dùng một cái lớp. Mình sẽ đặt tên cái lớp này là
Lớp này là lớp lớp lines, và lớp này mình đặt tên là lớp shape shape này. Bây giờ ấy, lớp shape này bắt đầu mình sẽ dùng cái màu này, mình sẽ vẽ cái khuôn mặt của Đức Chúa Trời này. Rồi bắt đầu mình sẽ dùng cái brush này. Ok, again mình sẽ cho cái brush bự ra này, và mình à, các bạn thấy không? Các bạn thấy cái khuôn mặt của Đức Chúa Trời đã được tô màu hồ màu rồi đúng không? Đó, các bạn thấy không? Đó, đây là chân dung của Đức Chúa Trời đã được tô màu nha. Thì mình sẽ rất là nhanh chóng ấy, mình sẽ tô màu cho các bạn xem luôn. Đó, các bạn thấy không? Như vậy ấy, thì khuôn mặt này, đó, khuôn mặt này. Khuôn mặt của người đã được tô điểm rồi này, đó. Rồi, thấy không? Các bạn thấy không? Nhanh không? Đây ấy, mình sẽ nhanh chóng vẽ lên cái vai này. Hôm nay ấy, mình sẽ vẽ ba cái cho các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Đó, ở đây ấy, mình sẽ vẽ ở đây này. Rồi, không sao hết. Đây, cái layer này nó sẽ là cái layer shape. Vẫn là cái layer đó thôi. Đó, tiếp tục này. Đó. Khử tay này. Đây là Đức Chúa Trời Giêsu nha. Đây là Đức tối cao. Các bạn thấy không? Mình vẽ rất là nhanh. Ở đây mình sẽ tỉa thêm một số cái đó, cơ thể này. Đó. Tóc này. Tóc này. Đó, đây bên này cũng là cơ thể này. Bởi vì mình vẽ theo kinh thánh ấy, nên là cái bức này ấy là bức mà khi mà Chúa đang rửa tội không có mặc áo các bạn nha. Đó. Đây. Mình sẽ vẽ cái bức này đây. Các bạn thấy không? Chỉ bằng một số đường nét cơ bản thôi là mình đã có một cái hình thể rồi. Và ở đây mình sẽ cho cái này nó đậm lên chút này. Đó, như vậy ấy, mình sẽ đổi cái màu này này. Bắt đầu cho cái màu này ấy, cho nó đậm lên chút. Nó không có đỏ lắm đâu, nó chỉ tầm này, tầm này này. Mình sẽ vẽ ở đây dưới này này, đó. Cái dưới này cho nó đậm lên chút này. Đó. Tay dưới này đậm lên chút, tay này đậm lên chút, đây đậm lên chút này. Cổ đậm lên chút này, góc má đậm lên chút này, dưới ngực đậm lên chút này, đó để chúng ta tạo ra một số cái hình thể, đó, đây góc này đậm lên chút này, góc này đậm lên chút này, đó, đây là cái tuyệt tuyệt ký của mình các bạn nha, đó, thì đây là cái này em mình sẽ vẽ đây này, đó. Đây, đó các bạn thấy không? Đó. Đây là cái khuôn mặt của Đức Chúa Trời đó. Để mình lùi ra cho các bạn thấy nha. Vâng, tiếp đến đấy. Mình sẽ cùng quý vị và các bạn tạo ra một cái layer là layer tóc này. Đó, các bạn nhìn thấy đây không? Đó, mình đang vẽ đây cái bức Đức Chúa Trời đây. Đó. Thì các bạn xem ấy thì các bạn cho ý kiến nhận xét nha. Đó, bây giờ ấy, thì mình sẽ vẽ cái tóc này. Và từ cái tóc này ấy, thì mình sẽ đây mình sẽ chọn cái brush này. Đó, mình chọn brush này mình sẽ bắt đầu vẽ cái tóc này. Từ layer này layer tóc. Thì tóc ấy thì tóc màu đen, mình để nó xuống một chút. Đây mình sẽ vẽ màu đen đây. Đó các bạn thấy không? Tóc màu đen. Đó, các bạn thấy mình phóng to ra nha. Đó. Hơi to một chút thôi. Đây, nhưng mà to lên mới thấy này. Đó. Mình đang vẽ cái tóc màu đen này. Đó. Vẽ cái mảng màu đen này. Đó. Mảng màu đen đó các bạn thấy không? Đây. Qua com mình đang quẹt đây. Đó. Mảng màu đen này. Đó. Cái này rất rõ ràng rồi đúng không các bạn? Đây là mình vẽ nhé. Chứ không phải là mình
mình tạo ra những cái phần mềm để mình vẽ. Đây là mình vẽ ở Wacom đó. Còn bạn nào không tin đấy, mình vẽ bằng Wacom ấy, thì các bạn cũng có thể xem. Đây không phải là phần mềm tự động vẽ nha. Đó, đây là Wacom. Wacom mình vẽ ở trên máy này. Đó. Ở đây ấy, chúng ta thấy ấy. Rồi. Bên này tóc này, tóc của Đức Chúa Trời ở bên này này. Đó, tóc bên này. Tóc đó xong, các bạn thấy không, mình cho cái lên tóc này nó lên này đó, để cho nó đậm hơn chút này, thế nào cái lên dưới ấy, nó không có đậm bằng cái da mặt ấy. Da mặt nó phải ở dưới. Rồi chúng ta thấy ấy, chỉ trong một thời gian khoảng mấy phút thôi là chúng ta đã bắt đầu tạo ra được cái khuôn mặt rồi đó, các bạn thấy không? Đó. Các bạn thấy không? Đó. Đó. Chỉ một thời gian rất là ngắn thôi là chúng ta đã tạo ra được cái khuôn mặt rồi. Đó, các bạn thấy không? Và bây giờ ấy, thì đây. Rồi. Chúng ta xuống cái dòng shape này, chúng ta cũng có thể lấy cái độ đậm lên chút. Và ở đây ấy, thì chúng ta sẽ có cái này này, đậm thêm chút này. Đó. Khuôn mặt đậm lên chút này. Cổ đậm thêm chút này. Cho brush ấy, bự lên chút. Đây các bạn thấy không? Cho cổ đậm lên chút, chứ cổ không đậm hay thì nó cũng trông buồn cười ha. Đó, rồi. Và ở chỗ cái môi này này. Môi của Đức Chúa Trời đây. Đó, các bạn thấy không? Mình zoom hơi nhiều đó. Mình phóng ra chút này. Đó. Để ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái môi này. Ta sẽ dùng màu đỏ này, đó đỏ cam chút thôi. Ta thu nhỏ cái brush lại và vẽ cái môi ha. Đây, bạn thấy môi đổi màu chưa? Đây, các bạn chưa thấy mình phóng to ra các bạn thấy nha, đó đổi màu ha, đó. Đó đổi màu này. Và đây, chúng ta thấy. Đây là cái môi đã đổi màu rồi nha. Trên nó đậm chút này. Đó. Cho nó sậm sậm chút đi. Đừng cho nó đỏ quá nữa. Đỏ quá nó không có giống đàn ông. Cho sậm sậm xuống chút. Đó là Đức Chúa Trời. Và bây giờ ấy, mình vẽ xong khuôn mặt rồi này. Mình sẽ bắt đầu vẽ đến cái cành nguyệt quế này. Đó, mình cũng có thể vẽ cái cành nguyệt quế ấy, bằng mình ký họa mấy cái line, dùng mấy cái line mình ký họa màu xanh đậm, nên mình sẽ vẽ ở đây này. Đó. Mình vẽ ở đây xung quanh đây, đó vẽ mấy cái cành hoa ở đây này, thì nó sẽ đi theo cái đường này ha. Đi theo đường này, đó đây nó sẽ đi theo đường này đây. Đó, các bạn thấy không? Đó. Nó đi theo cái đường này đó. Đó, đi theo đường này này. Đó, chúng ta thấy ấy, đường này ấy, nó đi theo cái đường này trên cái đầu ấy. Đó.
Ta nói Đức Chúa Trời ở trong tưởng tượng, khi mà người còn trẻ, người sẽ trông như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy ở trong những cái bức ảnh ấy, thì Đức Chúa Trời ấy mặc áo, Đức Chúa ấy mặc áo này, và cũng có thể là đó, trông rất là đẹp ở dưới ánh hào quang, đúng không các bạn? Nhưng mà đây mình sẽ vẽ vẽ vòng nguyệt quế này, và đây mình đánh cái này là vòng nguyệt quế này. Và đây mình sẽ đánh là hoa này, hoa này. Và bây giờ ấy, mình sẽ vẽ bông hoa vào này, hoa đó, hoa màu đỏ đây, cho bông hoa đây đó, hoa đây cho đẹp chút thôi. Đây một bông hoa nữa này đó, đây đó, thì mình cũng có thể gợi thôi, cũng có thể gợi ra những bông hoa ấy. Với mình chỉ vẽ một hai bông nó đẹp thôi, còn những cái bông khác ấy cũng có thể là mình gợi nó ra đó, mình gợi nó ra này. Đó, ví dụ màu vàng này đó, mình gợi nó ra thôi đó, đó mình chấm chấm này đó, tạo ra cho nó có cái độ sáng một chút rồi đó. Đó, đây là cái độ sáng này. Đó. Đây cái độ sáng của những cái bông hoa này. Đó, bây giờ ấy thì chúng ta sẽ lên một cái layer mới là layer light này. Mình cũng làm rất là đơn giản thôi để mình kết thúc cái này cho nó sớm ấy. Bởi vì cái này ấy, thực sự thì đây các bạn thấy cái hình này không? Đó, đây là hình này nha. Rồi mình hình này mình cách điệu lên đó, bắt đầu này mình sẽ vẽ chỗ shape này, mình sẽ tạo ra một cái layer mới này đi, layer mới là shadow, shadow đi. Shadow đi, cho nó đậm thêm chút. Và chú shadow này mình sẽ dùng màu xanh, xanh này đi, cho nó đậm chút. Và opacity mình sẽ chọn khoảng mấy chục thôi. Và multiply mình sẽ bắt đầu mình vẽ thêm thêm một số cái đậm, multiply cho nó đậm xuống này. Đó, chỗ này nó đậm này. Đó, đậm này. Đây, đậm này. Màu xanh có vẻ không được rồi. Mình cancel, mình làm lại cái màu cho nó màu nâu. Màu nâu đi. Màu nâu có vẻ nó có lý hơn. Đó. Đó, mình cho màu nâu này. Đó, nâu chỗ này đậm này. Chỗ này đậm. Đây, đậm này. Đây đậm này. Đó để mình xem cái chỗ này ấy, chỗ này cơ thể cái bụng này. Đó trên đấy gầy thì ở dưới nó cũng phải gầy đúng không các bạn? Chứ không thể nào ở trên ấy, trên đấy mà gầy ấy mà dưới là đậm được. Đó thì cái bên này này. Đó bên này này. Ta thấy bên này đậm này. Trong cái tay này đậm này. Trong cái tay này đậm này. Đó, tay này trong này đậm này. Và đây đây là phần bụng này. Và mình cũng có thể dùng tẩy, mình tẩy những cái phần thừa đi. Mình tẩy này, mình xuống cái layer này là layer shape này. Layer shape mình tẩy cái phần thừa này đi cho cái bụng của Đức Chúa Trời nó khép lại một chút. Và mình xuống layer line này, mình tẩy cái chỗ này đi này. Đó để cho nó được ấy. Rồi. Và bây giờ mình lên cái layer light trên này này. Và mình dùng cái layer nhỏ này. Đó.
mình đi lại cái nét một chút cho nó đậm một chút, mình đi lại một chút cho nó đậm một chút, mình sẽ ở đây đó, mình đi lại cái nét ở miệng này, đây này, biết là mình sẽ đi cho nó đậm một chút ha, đó, xem cái bóng bóng đổ nó ở đâu, bóng đổ ở đâu vào này, đó, bên bóng đổ ở bên phải này, thì mình sẽ dùng dùng ở chữ shape, dùng ở shadow này, mình sẽ dùng bóng đổ ở bên phải đi, rồi cho bên phải này đen hết một chút đi, đó, bóng đổ ở bên kia vào này, rồi cho nó ấm lên chút này, cho nó vàng lên chút này, rồi đó, đó cho bên này nó vàng lên chút này. Đó, chúng ta thấy ấy, rất là công phu đúng không? Cho vàng lên chút này. Đó, cũng không phải dễ dàng gì tạo ra một bức tranh của Đức Chúa Trời đâu. Cũng rất là công phu nha. Mà chúng ta thấy, chúng ta mới luyện tập ấy, thì cũng đừng có nóng vội quá để vẽ giống nha. Bởi vì chúng ta ấy, cũng phải luyện rất là lâu. Thì chúng ta mới có thể tạo ra một bức tranh nó giống được. Còn bây giờ ấy, thì chúng ta mới tập ấy. Đừng có nôn nóng quá bạn các bạn ạ. Chúng ta hãy bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi để tạo ra được những cái ví dụ cái mắt này. Đó. Đây các bạn thấy đúng không? Đó, cái mắt này. Đó. Bạn đừng hỏi vì sao giống hay không giống nhỉ, cái này là do mình đó, do mình vẽ này đó, và nhiều lúc ấy nó cũng phải tùy thuộc vào cái cảm xúc nữa, bởi vì cái này ấy mình tạo ra từ cái Wacom ấy, nó cũng là một cái phần mềm, một phần mềm thôi chứ nó không phải là từ những cái, không phải là từ những cái mà mình thích đúng không? Nó mình cũng phải tạo dần dần ấy nó mới tạo ra được chứ không có một sớm một chiều đâu đó. Rồi con mắt này, đó, mắt mình cũng phải tạo. Đây mình vẽ vẽ chút chút này, bạn thấy không? Đó, chút 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 này nó mới tạo ra được cái chỗ con mắt này, đó. Đó các bạn thấy không? Chứ mình không có thể nào vội vàng được. Và dục tốc thì bất đạt thôi. Đó. Các bạn thấy không? Dục tốc là bất đạt thôi nha. Đó. Cái gì mà cũng dục tốc gọi là bất đạt. Dục tốc là bất đạt thôi. Chúng ta phải làm từ từ, từng bước một. Đây, đó. Dần dần chúng ta sẽ đẩy nó lên. Chứ không thể nào chúng ta đẩy nó lên chút được. Rồi, opacity là chúng ta đẩy nó xuống một chút. Cho nó lên một chút cho nó đậm, cho bớt đi. Rồi chúng ta đẩy ra này. Đó. Chúng ta thấy một thân hình bây giờ đẹp hơn rồi đúng không? Rồi chúng ta vào chữ line này, chúng ta sẽ đi lại cái nét ở cái tay ấy. Tay nó chưa chưa có đạt lắm đó, mình đi lại cái nét ở cái tay này, các bạn nào cẩn thận này thì đi lại cái nét này tay này để cho nó ra cái ngón ấy. Ngón tay đúng không? Cái tay ấy thì tất nhiên là có 5 ngón rồi, chúng ta biết là tay này, ngón tay lúc nào cũng có 5 ngón, 1 2 3 4 5 đó, tay 4 5 ngón đó. Đây, đây là cho nó một khoảng cách. Đó. Như vậy thì cái góc dưới này thì chúng ta sẽ cho nó đậm thêm chút đi. Cho cái shape dưới này, cho dưới này, cho cái tay dưới này nó đậm thêm chút. Đó. Kiểu là hai cái tay nó đặt lên nhau ấy. Đó.
là một cái việc rất là cầu kỳ, một nghệ thuật đó các bạn ạ, không thể nào vẽ nhanh được đâu. Đó. Đó, vẽ trên máy ấy, mình cũng cần phải theo dõi cái máy nữa. Đó, các bạn thấy không? Thì đây mình đã vẽ ra được một cái này. Rồi. Để mình quay vào gần cho các bạn xem mình chỉnh sửa chân dung đôi mắt nha. Vâng. Và bây giờ đến layer con mắt này, mình tạo ra một cái layer khác này và mình vẽ mắt nha. Mắt ấy, thì mình sẽ lấy cái mắt màu xanh này. Đó, xanh này. Đó, xanh như kiểu nước biển ấy, bởi vì giống như là người ở bên Âu Châu ha, thì họ cũng có con mắt màu xanh. Thì chúng ta sẽ dùng cái mắt màu xanh này này. Mình sẽ dùng cái màu xanh này này. Đó, các bạn thấy không? Màu xanh này để vẽ cái con mắt của Đức Chúa Trời. Đó. Rồi. Chúng ta thấy không? Bây giờ ấy thì mình sẽ dùng màu đen này. Mình sẽ vẽ đường viền ở trong này này. Đó. Đây đường viền màu đen này các bạn thấy đúng không? Đó đen này. Và ở đây mình dùng cái màu xanh này, mình đó mình này dùng cái màu này để cái này nó sáng lên chút này, các bạn thấy không? Đó, mình đang vẽ con mắt đó. Rồi. Đó, bắt đầu đầu con mắt này mình dùng cho nó nhỏ xuống chút này. Đó thì chúng ta sẽ vẽ này nó sáng hơn chút này, nó chưa đủ độ sáng đâu, chúng ta cho nó lên chút, cho lên chút nha. Rồi đó, chúng ta xuống cái layer sharp rồi, shape rồi, bây giờ mình cho lên layer eye này, layer eye đó, hai bên ngoài ấy, bao giờ nó cũng đậm hơn chút này. Hai bên ngoài nó bao giờ nó cũng đậm hơn chút. Đó. Đó các bạn thấy không? Đó. Đậm hơn chút này. Rồi. Và sau khi đậm hơn chút này, chúng ta sẽ dùng màu trắng này. Chúng ta dùng màu trắng ở đây này, chúng ta sẽ cho đây. Đó. À, màu trắng này như kiểu là nó có một cái gì nó phản quang đúng không các bạn? Đó, cho màu trắng này, rồi màu trắng đây, đó màu trắng đây, rồi đó thì con mắt bên này ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái sự tương tự nha. Đó, các bạn thấy không? Đó, chúng ta vẽ được con mắt rồi đó. Còn Đức Chúa Trời ấy, thì ở trong mỗi người ấy, chúng ta ấy, đều có một cái sự tưởng tượng nha. Thì, nhưng mà mỗi người vẽ thì vẽ một thời trẻ, một người vẽ một thời già thì chúng ta cũng không thể nào giống nhau được đúng không các bạn? Ví dụ có người ta vẽ về thời trẻ, còn có người thì vẽ về thời già. Còn có người thì vẽ Chúa là phục sinh. Đó, thì mỗi người vẽ một thời ấy. Cho nên là chúng ta mỗi thời ấy, nó mỗi khác. Đó. Không thể nào thời này với thời kia, so sánh thời này với thời kia được. Cho nên là mình vẽ, mình cũng lựa chọn cái thời ấy, thời điểm ấy. Ừ, ví dụ như là thời của Đức Chúa còn trẻ thì mình cũng làm cái thời còn trẻ, chứ mình không thể vẽ Đức tối cao là lúc mà lúc trẻ mà vẽ già được đúng không các bạn? Đó, và chúng ta thấy ấy, như vậy đó. Và ở đây ấy, thì chúng ta sẽ dùng những cái line này. Đây là cái line. Ok, và dùng line này.
Lai thì chúng ta dùng màu màu ấm này. Chúng ta sẽ vẽ cái lai ở xung quanh con mắt này cho nó đậm lên chút. Chứ con mắt nó không thể nào nó sáng như vậy được đúng không? Đó. Đó, chúng ta thấy cái con mắt nó sáng như vậy. Đó, chúng ta thấy ấy. Đó. Rồi. Và chúng ta ấy cũng sẽ có thể vẽ được cái con mắt này. Đó, và cái tóc này. Đó, cái mắt nó trong một chút này, cho chỗ ai cho nó đậm đen chút. Không cái mắt này nó bắn ra ngoài rồi. Đó, cho đậm đen chút thôi. Rồi. Đó, cái chỗ nào là chỗ đấy. Chứ vẽ lung tung ấy là con mắt nó bị ấy ra ngoài. Chúng ta sẽ dùng cái line này này. Line ở dưới ấy, nó sẽ đậm hơn line trên. Đó. Đây, cho mắt này nó đậm hơn chút. Đó, vẽ nó cũng cầu kỳ lắm các bạn ạ. Không không có dễ dàng gì đâu. Không có dễ dàng tạo ra một cái chân dung. Chúng ta cũng phải tuân thủ rất là nhiều quy định để vẽ ra một cái bức chân dung đẹp, chứ không không dễ dàng đâu. Đó, đó, các bạn thấy không? Đó, như vậy đó. Đó. Trắng ra chút. Đó. Và cho nó đậm lên chút, bởi vì chân dung ấy nó cũng không thể nào xấu được. Đây, đậm lên chút. Đậm lên chút này. Đậm lên chút này. Đó, như vậy ạ. Đã vẽ con mắt, xong con mắt của Đức Chúa Trời rồi. Rồi. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể vào cái shadow này. Chúng ta bật cái hình lên này, chúng ta xem ánh sáng. Chúng ta xem ánh sáng từ đâu tới này. Đó, chúng ta vào shadow này. Ok, vào shadow. Rồi. Và chúng ta xem ánh sáng trên cái này ấy. Shadow ấy, chúng ta vẽ râu cho Đức Chúa Trời nha, không thì chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời giống phụ nữ hơn. Đó. Chúng ta sẽ đẩy cái bút bớt to lên chút này. Đây, vẽ râu này. Đó, râu tóc này, bù xù bầm xoăn này. Đó, thêm râu vào này. Chứ không thì giống phụ nữ hơn. Đó. Dâu này. Đó. Dâu này chúng mình sẽ vào cái line này mình sẽ đẩy thêm một số cái đặc điểm của cái dâu lên này. Cho đậm đen một chút này. Cho cái line này. Đó, thêm những cái đường nhỏ 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 ấy. Cho nó theo cái line của cái dâu. Chứ chúng ta không nhìn thấy giống giống phụ nữ quá đúng không? Đó. Thì đây cái cầm này cái râu đây nha các bạn nha. Đó, các bạn bảo không giống thì bây giờ là giống rồi nha. Đó, đây là râu này. Rồi, đó để mình xem cái bên trên râu, bên trên có râu không. À, bên trên ấy thì không có râu nhưng mà ở dưới này có râu. Mình sẽ cho cái khuôn mặt này đậm thêm chút. Và thế này ấy, mình cho cái shadow này. Cho shadow này đậm thêm chút này. Đó. Cho nó đậm thêm chút. Và cho khuôn mặt này. Khuôn mặt mình vào shadow cho nó đậm xuống một chút này. Đó. Thì nó hơi sáng. Nó chỉ cần sáng như chỗ rất cần sáng thôi. Những chỗ không cần sáng ấy, cho nó đậm xuống một chút. Các bạn thấy không? Đó, chỗ này mình cho đậm xuống chút này.
Đó, ta phải có niềm tin đúng không? Đó, có niềm tin. Niềm tin. Đó. Đấy, chúng ta luôn luôn thấy cái tay này đó. Là mình cho vào line mình cũng có thể tạo ra một số cái đường nét nó trắng này. Đó, đấy, đường nét này. Tạo ra cái nét cho cái tay. Này nó hơi đậm chút, chúng ta sẽ cho nó sáng ra chút. Trắng ra chút. Rồi tay này cho giống này. Nếu nó không giống cái ngón tay ha. Đó. Đó, cái này mình dùng màu trắng này, mình dùng màu trắng trắng tự nhiên luôn. Đó. Cho mũi trắng này, mắt bên này trắng này. Mắt bên này trắng này. Đây, chỗ này mình cho này trắng này. Đó, cái này mình cho trắng ra chút này. Đó. Dù có râu ấy nhưng mà cũng chúng ta cũng làm cho nó hài hòa. Bên này trắng ra chút này, trắng này. Bên này trắng này, bên này trắng này. Bên này trắng ra chút, bên này cổ này mình cũng cho trắng ra chút này đúng không? Đó. Trắng đàng hoàng luôn, đây trắng này. Đó, trắng. Tay này mình cũng có thể cho trắng chút được. Đó. Cho nó có thể nó thiếu trắng mình cho trắng đó cho nó hài hòa cho nó đẹp đúng không các bạn. Đó, hôm nay mình vừa trình bày cho quý vị và các bạn về chân dung Đức Chúa Trời rồi đó, các bạn thấy không? Đó, đây nha, đây là chân dung Đức Chúa Trời nha, có râu đàng hoàng luôn. Cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.